Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày 12 tháng 1 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, đến sáng nay thì mưa đã giảm trên toàn khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên, do không khí lạnh suy yếu nhanh và lệch ra phía đông, khiến cho bản chất của khối không khí lạnh khô của lục địa đã bị biến tính thành khối không khí biển ẩm hơn. Độ ẩm tăng, cùng với đó các khu vực xuất hiện hiện tượng sương mù. Dự báo trong ngày hôm nay thì khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu nhanh, mưa nhỏ chỉ xuất hiện vài nơi và nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần. Cao nhất trưa chiều sẽ dao động trong khoảng từ 21 cho tới 24 độ. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên sẽ có mức nhiệt cao hơn, phổ biến là 25 cho tới 27 độ. Còn vào đêm và sáng sớm, khu vực phổ biến mức nhiệt trong khoảng là từ 16 tới 19 độ, vùng núi có thể thấp hơn từ 2 đến 3 độ. Tuy nhiên, cần phải lưu ý đến hiện tượng sương mù có thể xuất hiện nhiều trong thời điểm này và phần nào sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của các phương tiện tham gia giao thông. Và thưa quý vị, lui xuống khu vực duyên hải miền Trung, tại các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, thời tiết chủ yếu có mưa nhỏ và sương mù ở vài nơi, tiết trời chỉ còn rét nhẹ vào thời điểm nửa đêm về sáng, còn ban ngày thì không khí khá ấm áp với nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến là từ 23 tới 25 độ. Đến với các tỉnh Trung Trung Bộ thì mưa chỉ lác đác ở một vài nơi nên hầu như là không ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh cũng như du lịch diễn ra trong dịp cuối tuần. Ngoài ra thì không khí ngoài trời cũng khá mát mẻ với mức nhiệt cao nhất ngày chỉ tăng đến xấp xỉ là 28 độ, thích hợp cho quý vị tham quan, dạo phố và tổ chức các sự kiện ngoài trời. Nằm xa hơn về phía Nam, các tỉnh Nam Trung Bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết nắng ráo trong hôm nay với mức nhiệt độ trưa chiều ở vào khoảng từ 29 cho tới 31 độ. Với diễn biến thời tiết như thế này, quý vị có thể an tâm tham gia mọi hoạt động ngoài trời ở trên khu vực. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do không có hình thế gây mưa nào tác động đến khu vực, vì vậy thời tiết chủ đạo trong hôm nay sẽ là trạng thái nắng đẹp. Mưa gần như chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi vào chiều tối với lượng không nhiều. Nhìn chung là các hoạt động lưu thông và buôn bán của người dân vẫn có thể diễn ra bình thường. Dự báo nhiệt độ ở tại khu vực Tây Nguyên 24 giờ tới sẽ phổ biến là từ 28 cho tới 31 độ và ở tại Nam Bộ là từ 31 tới 34 độ, một số nơi xấp xỉ mức 34 độ như ở tại Bình Phước, Tây Ninh hoặc Đồng Nai. Và tiếp nối bản tin thì mời quý vị đến với dự báo thời tiết cụ thể tại các thành phố lớn trên cả nước trong ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ. Sáng sớm nay tại thủ đô Hà Nội, độ ẩm không khí còn cao, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, cùng với mức nhiệt dao động ở khoảng từ 16 tới 18 độ. Trưa chiều nay nhiệt độ tăng dần và có thể đạt tới mức là 21 tới 23 độ. Tiết trời ấm áp hơn nhiều so với những ngày vừa qua và thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí dịp cuối tuần của quý vị. Tuy nhiên, khi tham gia giao thông vào thời điểm đêm và sáng, quý vị vẫn nên thận trọng đề phòng hiện tượng sương mù khiến tầm nhìn bị hạn chế. Tại thành phố Hải Phòng ngày hôm nay, nền nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần và cũng cần lưu ý khả năng có mưa nhỏ cũng như sương mù vào thời điểm sáng sớm. Còn trong ngày, tiết trời tạnh ráo, nhiệt độ thấp nhất vào thời điểm nửa đêm về sáng phổ biến khoảng từ 16 tới 18 độ và cao nhất trưa chiều đạt khoảng 21 cho tới 24 độ. Nhìn chung trong những ngày tới, nhiệt độ cũng tiếp tục tăng lên và khả năng mưa không còn nhiều nên các hoạt động giao thương của người dân thành phố cảng có thể diễn ra bình thường. Trong hôm nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thời tiết khô ráo và nhiệt độ cao nhất trưa chiều chỉ khoảng từ 27 tới 29 độ, thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển, không chỉ hôm nay mà cả vài ba ngày tới. Đến với thành phố Nha Trang, trong hôm nay trời hầu như không mưa, ngày có nắng nhẹ với nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở dưới ngưỡng 30 độ. Độ ẩm không khí vừa phải, gió biển thổi nhẹ là những điều kiện lý tưởng để quý vị tổ chức các hoạt động ngoài trời. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh miền Đông Nam Bộ, thời tiết khá ổn định, trời nắng kéo dài trong ngày với cường độ nắng khá mạnh vào thời điểm giữa trưa, nên mức nhiệt cao nhất có thể lên tới 34 độ, cùng với độ ẩm không khí chỉ khoảng 55%. Thời tiết thuận lợi cho mọi hoạt động giao thương cũng như các hoạt động du lịch diễn ra vào dịp cuối tuần. Đến với thành phố Cần Thơ, ngày hôm nay trời cũng nắng ráo, chiều tối và đêm trời cũng hầu như không mưa, nên quý vị có thể yên tâm dạo chơi và khám phá vẻ đẹp thành phố về đêm. Dự báo là mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay đạt khoảng 32 tới 33 độ, thấp nhất ban đêm phổ biến là 23 tới 25 độ, tiết trời khá mát mẻ và dễ chịu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày mới tốt lành.